Novamin Formula 4 giúp tăng đề kháng, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Hello mọi người, hôm nay Thanh Hương sẽ giới thiệu cho mọi người một cái em Formula 4. Em này á, là nâng cấp của phiên bản Novamin đó mọi người. Em này được biết đến với là một cái sản phẩm được chế tạo bởi cái công thức đặc biệt này, với cái khả năng cung cấp cho cơ thể của chúng ta vitamin và dưỡng chất dồi dào này, có cái tác dụng giúp cơ thể chúng ta tăng cường khả năng miễn dịch, bổ sung hoạt chất chống oxy hóa, giúp đẩy lùi và ngăn ngừa tình trạng lão hóa của cơ thể, thì giúp gia tăng khả năng tự bảo vệ tế bào của cơ thể, từ đó nâng cao sức khỏe và nhan sắc của người sử dụng ở mức độ toàn diện nhất nha. Khi mà hệ miễn dịch đó khỏe mạnh thì nguy cơ nhiễm bệnh sẽ giảm nè, hay là chẳng may mà mắc bệnh nó cũng sẽ nhanh chóng hồi phục nè. Chính vì vậy mà nhiều người đã tìm đến loại thực phẩm hỗ trợ bổ sung chức năng nè, nâng cao hệ miễn dịch, và loại thực phẩm mà nhiều người tìm đến sử dụng nhất hiện nay đó chính là Formula 4 nha mọi người. Khi mà hệ miễn dịch khỏe mạnh thì nguy cơ nhiễm bệnh sẽ giảm nè, hay là chẳng may mà mắc bệnh nó cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Chính vì vậy mà nhiều người đã tìm đến những cái loại thực phẩm hỗ trợ bổ sung chức năng nè, nâng cao sức khỏe, và những cái loại thực phẩm mà nhiều người tìm đến sử dụng nhất hiện nay đó chính là Formula 4 này nha. Em này á, được chuyên gia đánh giá cao là một trong những cái thực phẩm chức năng mà bổ sung vitamin hàng đầu hiện nay luôn, với cái thành phần á, cái trong formula được nghiên cứu kỹ lưỡng từng chút liều lượng từng thành phần, có độ chính xác cực kỳ cao, đem lại hiệu quả tối ưu cho cơ thể người dùng khi sử dụng. Nên là em này á, là chiết xuất từ cái loại thảo mộc quý hiếm và an toàn 100% từ thiên nhiên, nên là vô cùng lành tính đối với người sử dụng, nên là mọi người có thể yên tâm mà sử dụng nha.